Chào quý vị đến với bản tin văn hóa nghệ thuật điện ảnh và thời trang cùng với Thanh Thanh. Và mở đầu với bản tin ngày hôm nay là một bản tin từ Los Angeles, Hoa Kỳ. Bà Anne Rutherford, nữ diễn viên từng vào vai Karin, cô em gái út của nhân vật Scarlett O'Hara trong bộ phim kinh điển năm 1939 Gone with the Wind, tức là Cuốn theo chiều gió, vừa qua đời ở tuổi 94. Anne Jeffries, một người bạn thân của Anne Rutherford, nói với tờ Los Angeles Times rằng Rutherford đã từ trần tại nhà riêng ở Beverly Hills. Trước đó, sức khỏe của nữ diễn viên đã suy giảm nghiêm trọng do phải chịu đựng căn bệnh tim trong thời gian dài. Đến với nghệ thuật từ khi còn là một cô bé, Anne Rutherford chứng minh sự năng động của mình khi tham gia hoạt động ở nhiều lĩnh vực bao gồm cả điện ảnh, phát thanh và truyền hình. Ngoài Cuốn theo chiều gió, Rutherford còn được nhớ đến qua vai diễn Polly Benedict, bạn gái của Mickey Rooney trong bộ phim nhiều tập Andy Hardy của hãng MGM. Riêng về các tác phẩm của Cuốn theo chiều gió, thì bà Rutherford từng chia sẻ với ông Louis Mayer là lãnh đạo hãng sản xuất MGM thời bấy giờ, không đồng ý trao vai Corinne cho bà. Lúc ấy thì Rutherford vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của cuốn tiểu thuyết đã bật khóc ngay tại buổi thử vai và đã bày tỏ rằng bà chỉ muốn chứng kiến cuốn sách bước ra đời sống thực tế như thế nào. Sau đó thì ông Louis Mayer đã mũi lòng và quyết định cho Rutherford một cơ hội. Sau này thì Anne Rutherford còn tham gia một số chương trình truyền hình và phim điện ảnh khác, trong đó có cả bộ phim năm 1947 The Secret Life of Walter Mitty, tức là Cuộc đời bí mật của Walter Mitty, trước khi nghỉ hưu năm 1976. Năm 1989, bà là một trong 10 diễn viên phim Cuốn theo chiều gió còn sống để có thể tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày bộ phim ra đời ở Atlanta. Tại sự kiện này, Rutherford đã nói rằng bất kể các diễn viên từng tham gia bộ phim này có đạt được những thành tích to lớn gì khác trong cuộc đời hay không, nhưng chắc chắn cáo phó của họ sẽ phải ghi họ đã tham gia Cuốn theo chiều gió và họ tự hào về điều đó. Và kính thưa quý vị, một bản tin từ Quảng Châu, Trung Quốc. Người đàn ông dũng cảm Sô Tròn, 23 tuổi, đang tới Quảng Châu để tìm việc. Anh bất ngờ phát hiện và giải cứu thành công bé gái 4 tuổi bị treo lơ lửng cách mặt đất hơn 20 thước. Tình thế lúc đó rất nguy hiểm, cô bé thì vô cùng sợ hãi. Không nghĩ ngợi nhiều, anh Dô trèo ra ngoài tòa nhà, bám vào ban công để đỡ và đưa em bé vào trong an toàn. Sau khi cứu thành công bé gái, anh Dô nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không bình luận gì nhiều. Chỉ đến khi các phương tiện truyền thông tìm đến, anh mới chia sẻ rằng lúc đó anh chẳng nghĩ ngợi gì, cũng không tính toán được hay mất gì. Chính điều này đã giúp cho anh cứu em bé gái dễ dàng hơn. Anh nói thêm, cũng may mắn vì anh vốn có kinh nghiệm làm công trình xây dựng, nên việc leo trèo nguy hiểm để đưa em bé vào trong không quá khó khăn đối với anh. Và kính thưa quý vị, một bản tin từ London, Anh Quốc. Quận công Philip, phu quân của nữ hoàng Anh Quốc, tổ chức lễ sinh nhật tại nhà sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện và bỏ lỡ một buổi trong lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Người phát ngôn của Điện Buckingham cho biết, quận công Philip đã rời bệnh viện vào hôm thứ Bảy, vừa kịp để đón lễ sinh nhật lần thứ 91 tại nhà. Phu quân của nữ hoàng Anh Quốc được đưa vào bệnh viện vì bị nhiễm trùng bàng quang. Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng qua, công tước xứ Edinburgh phải nhập viện. Tháng 12 năm ngoái, ông trải qua cuộc phẫu thuật tim sau khi bị lên cơn đau ngực. Quận công có sức khỏe và tinh thần tốt, ông bắt tay và mỉm cười với các nhân viên khi rời khỏi bệnh viện ở trung tâm London. Tuy nhiên hiện chưa biết ông có thể tham gia các hoạt động của hoàng gia trong thời gian tới hay không. Quận công Philip đã không thể tham dự hai ngày cuối của đại lễ kim cương kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, gồm có buổi hòa nhạc lớn bên ngoài điện Buckingham và không thể xuất hiện trên ban công hoàng gia để vẫy chào người dân. Để chào mừng ngày sinh của chồng của nữ hoàng, pháo binh hoàng gia đã bắn đại bác trong một buổi lễ đầy màu sắc tại Hyde Park ở London. Hoàng thân Philip sinh năm 1921 và xuất thân trong hoàng gia Hy Lạp. Ông phải sang Anh Quốc sau khi chú của mình là vua Hy Lạp Constantine đệ nhất bị buộc từ ngôi. Ông từ bỏ tước vị trong hoàng gia Hy Lạp sau khi kết hôn với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào năm 1947 và cũng từ bỏ sự nghiệp đầy hứa hẹn trong hải quân hoàng gia Anh Quốc sau khi nữ hoàng lên ngôi năm 1952. Quận công Philip và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị có 4 người con, 8 người cháu và đến nay đã có 2 chắc. Và kính thưa quý vị, một bản tin khác đến từ Los Angeles, Hoa Kỳ. Nam tài tử điển trai Tom Cruise vừa được tôn vinh với giải thưởng thần tượng giải trí của Friars Clubs vào ngày thứ Ba vừa qua vì những thành tựu trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của anh. Giải thưởng thần tượng giải trí nhằm vinh danh những người có thành tích xuất sắc trong ngành công nghiệp giải trí.
Frias Club là câu lạc bộ gồm nhiều thành viên là nghệ sĩ hài và nhân vật danh tiếng. Suốt 108 năm lịch sử của câu lạc bộ, mới có 3 nhân vật huyền thoại là Douglas Fairbanks, Cary Grant và Frank Sinatra được trao giải thưởng danh giá này. Chủ tịch câu lạc bộ Jerry Lewis cho biết rằng Tom Cruise sẽ tham gia nhập một nhóm nghệ sĩ ưu tú mới chỉ có 3 huyền thoại, đó là những người có sức ảnh hưởng đến ngành công nghiệp giải trí trên toàn cầu và góp phần thay đổi bộ mặt của nền điện ảnh. Lễ trao giải là một đêm đáng nhớ. Họ rất tự hào được trao giải thưởng này cho Tom Cruise. Mọi nỗ lực mang tính nhân văn của anh phản ánh những thành tựu của anh trong điện ảnh và nghệ thuật. Joseph Zappala, người đứng đầu quỹ Frias, cho biết như thế. Tom Cruise vừa tham gia bộ phim ca nhạc Rock of Ages với vai diễn ngôi sao nhạc rock Stacy Jazz. Phim sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ vào tuần này. Và kính thưa quý vị, một bản tin khác cũng đến từ Los Angeles, Hoa Kỳ. Nhà hát Kodak với 3.400 chỗ ngồi sẽ được mở cửa trở lại với một hệ thống âm thanh, hình ảnh mới và được biết đến với cái tên gọi mới là nhà hát Dolby. Hãng Dolby Laboratories thông báo họ đã ký một hợp đồng kéo dài 20 năm với Hollywood và Highland Center thuộc CAM Group vào tháng trước để đổi tên rạp hát, nơi đã tổ chức các lễ trao giải thưởng thường niên từ năm 2002. Công ty chịu trách nhiệm về cải tiến hệ thống âm thanh, hình ảnh cho biết là họ đã trang bị nhà hát Dolby, các công nghệ 3 chiều và hệ thống Atmos. Bên cạnh Oscar, rạp hát của Hollywood cũng là nơi mà Cirque du Soleil cho ra mắt phim Iris và hãng Disney Pixar tổ chức buổi lễ ra mắt cho bộ phim Brave vào tuần tới. Những bộ phim này lần đầu được phát hành với công nghệ Dolby Atmos. Kevin Gimen, chủ tịch của Dolby cho biết rằng họ đã làm việc chăm chỉ để hệ thống Dolby Atmos và Dolby 3 chiều có thể kết nối các câu chuyện với khán giả trên toàn thế giới. Không giống với hệ thống Dolby Surround 7.1 sử dụng các kênh âm thanh riêng biệt, Dolby Atmos có thể phân tán âm thanh trong khán phòng bằng nhiều loa nhỏ thay vì sử dụng toàn bộ mảng loa. Ngoài ra còn lắp đặt các loa trên cao để âm thanh vọng xuống. Nhà hát Dolby có diện tích 180.000 feet vuông, một kích thước vượt xa hầu hết các rạp chiếu phim. Để nâng cao trải nghiệm xem phim, nhà thiết kế thêm một màn hình có kích thước dài 60 feet, rộng 32 feet, hai máy chiếu kỹ thuật số, 164 loa phóng thanh và hai dàn loa phía trên khán giả, mỗi dàn liên kết với 22 loa. CAM Group sẽ bỏ tên của rạp hát Kodak bắt đầu từ lễ Oscar diễn ra vào đầu năm tới. Theo dự trù, lễ trao giải thưởng thường niên Oscar lần thứ 85 sẽ được diễn ra tại nhà hát Dolby vào ngày 24 tháng 2 năm 2013. Và kính thưa quý vị, một bản tin đến từ Singapore. Trong buổi lễ trao giải thưởng điện ảnh quốc tế Ấn Độ mới đây được tổ chức tại Singapore, rất nhiều ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Bollywood góp mặt như Nargis Fakhri, Priyanka, không nổi tiếng và được hầu đầu tư nhiều như công nghiệp điện ảnh Hollywood của Hoa Kỳ, nhưng Bollywood đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa ở Ấn Độ, Trung Đông và ở cả châu Phi và Đông Nam Á. Tại một số quốc gia như Anh, Canada, Úc và Hoa Kỳ, Bollywood có một lượng lớn người nhập cư gốc Ấn. Ấn Độ là quốc gia có công nghiệp sản xuất phim lớn nhất thế giới nếu tính theo lượng phim sản xuất hàng năm và số vé bán ra tại các rạp chiếu phim. Ngoài trung tâm sản xuất phim Bollywood, còn có các trung tâm sản xuất phim khác ở Ấn Độ như Tamil, Telugu, Bengal và Malayalam. Giải thưởng điện ảnh quốc tế Ấn Độ IIFA là một giải thưởng điện ảnh danh giá giống như là giải Oscar tại Hoa Kỳ, và những ngôi sao diễn viên Ấn Độ đoạt giải sẽ được giới điện ảnh quốc tế để mắt. Từ năm 2000, giải thưởng điện ảnh quốc tế Ấn Độ IIFA được tổ chức thường niên ngoài Ấn Độ với mục tiêu quảng bá ngành điện ảnh nói tiếng Hindu và thu hút lượng khán giả nước ngoài. Các thành phố lần lượt tổ chức sự kiện này là London, Anh Quốc, Sun City và Johannesburg của Nam Phi, Singapore, Kuala Lumpur, Malaysia, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Amsterdam, Hà Lan, Georgia, Anh Quốc, Bangkok, Thái Lan và Macau, Trung Quốc. Và kính thưa quý vị, một bản tin đến từ New York, Hoa Kỳ. Angelina Jolie, sứ giả đặc biệt của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn và là một nữ diễn viên với các giải thưởng, đã cho phát hành một công bố dịch vụ quần chúng gọi tắt là PSA trong sự kiện của Ngày Tị nạn Thế giới World Refugee Day vào năm 2011. Con số ghi nhận những người tị nạn phải chạy trốn bỏ lại quê nhà của họ vẫn ở một mức độ cao với hơn 42 triệu người. Jolie nói, cứ mỗi một phút có 8 người bị buộc rời bỏ nhà cửa của họ vì chiến tranh hay là bị khủng bố hãm hại. Không ai chọn để là một người tị nạn,
Cô nói thêm và kêu gọi mọi người đừng quên tình cảnh của hàng triệu người bị buộc phải xa nhà trên thế giới. Ngày tị nạn thế giới là ngày 20 tháng 6. Và kính thưa quý vị, một bản tin tổng hợp. Lady Gaga đã rời khỏi Auckland, New Zealand vào hôm thứ Hai vừa qua sau khi bị một tai nạn hy hữu trên sân khấu trong đêm diễn cuối cùng thuộc chuyến lưu diễn Born This Way Ball của Lady Gaga ở Auckland, New Zealand. Một vũ công vô tình nâng cây cột rơi trúng vào đầu của cô. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng, có thể thấy rõ là Lady Gaga bị choáng váng sau cú rơi trời giáng này. Cô lấy tay xoa đầu và có vẻ như là khá đau, nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục màn biểu diễn của mình. Trong đêm diễn này, Lady Gaga đã thể hiện 16 ca khúc trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, thời trang cùng với Thanh Thanh. Thanh Thanh xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Kính chúc quý vị một ngày thật vui và hạnh phúc.